sản xuất thiết bị điện tử, công suất 125 triệu thiết bị một năm. Tổ hợp nhà máy sản xuất thiết bị điện tử Vinsmart có diện tích gần 14,8 hecta, tổng công suất 125 triệu thiết bị một năm. Trong đó, giai đoạn 1 của nhà máy được xây dựng trên diện tích gần 4,8 hecta với mặt bằng khu sản xuất là 45.200 m2, quy hoạch thành các phân khu sản xuất bảng mạch điện tử, sản xuất điện thoại cùng hệ thống các viện nghiên cứu độc lập. Công suất thiết kế giai đoạn 1 đạt hơn 26 triệu thiết bị một năm. Cụ thể điện thoại thông minh ước tính 23 triệu sản phẩm trên năm, thiết bị IoT ước tính 1 triệu sản phẩm một năm và thiết bị điện tử thông minh khác ước tính trên 2 triệu sản phẩm một năm. Khi đi vào hoạt động, tổ hợp sản xuất thiết bị điện tử thông minh VinSmart sẽ có quy mô hiện đại hàng đầu khu vực với hệ thống dây chuyền được nhập khẩu từ Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, đảm bảo quy trình hoàn toàn khép kín, tự động hóa ở mức tối đa và đạt hiệu năng cao. Các sản phẩm cũng được kiểm thử 100% bằng máy móc, đem lại tính chính xác và độ ổn định cho toàn bộ sản phẩm.